ái kính quang nghênh Phật luôn chánh niệm giác minh tròn đầy. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Kính mời chị Trần Đạo. Dạ, Nam Mô Bích Thai Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con kính bẩm lễ thượng tọa minh hạnh đại đức đệ đức cùng chư tôn đức tăng, kính lễ cô tu nữ tỳ ni, cô tu nữ như pháp, kính chào với anh chị trong đạo tràng. Con xin kể thông kinh pháp cú số 181 ạ. Về cha na ba sự ta thi ra nhất thân mô ba xà mê ra ta đề quả bi tê sầm bi ha yang ti sâm bút tha năng xà tỷ ma tăng vì cha na ba sù ca thi ra nét khăn mu pa xà mê ra ta đề quả bi tê sầm bi ha yang ti sâm bút tha năng xà tỷ ma tăng. Người trí thiền định thức an tịnh diễn ly chư thiên điều ái kính bậc chánh giác chánh niệm, đó là thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Trí nhân vui vui hạnh khước từ tinh cần thiền quán an như lòng mình, chư thiên ái kính quan nghênh Phật luôn chánh niệm giác minh tràn đầy, đó là phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và cảm ơn Vinh Quá Thanh A đã bắt bài ạ, và xin gửi mít lại cho đạo tràng ạ. Dạ, sa thú lành thai, kính cảm ơn sức trần đạo. Nam mô Bút Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính lệnh lễ Đức Phật, con kính lệnh lễ giáo pháp, con kính lệnh lễ Đức Tăng, con kính lệnh lễ thượng tọa minh hạnh đại đức tuệ đức cùng chư tôn đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room, con xin đọc ôn bài pháp cú số 181. Ye cha na pa su ta thi ra net kham mu pa sa me ra ta ne wa pi te sam pi ha yan ti sam bút tha năng sa ti ma tăng. Ye tha na pa su ta thi ra net kham mu pa sa mê ra ta đê hoa pí tê sầm á pí há dành tí sâm bút tha năng sa ti má tăng. Dê tha ná phá sú ta thi ra nét khâm bù phá sa mê ra ta đê hoa pí tê sầm pí há dành tí sâm bút tha năng sa ti ma tăng. Người trí chuyên thiền định thích an tịnh viễn ly chư thiên điều ái kính bậc chánh giác chánh niệm. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Trí nhân vui hạnh khước từ tinh cần thiền quán an như lòng mình, chư thiên ái kính hoan nghênh Phật luôn chánh niệm giác minh tròn đầy. Bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và cảm dân đã ôn bài xong, mến mời bàn tay của Pháp Nguồn Lào Cai mời Pháp nha. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, con kính đảnh lễ Đại Đức Tuệ Đức, con kính lễ cô tu nữ như pháp, con kính lễ cô tu nữ Tuệ Duyên ạ. Con xin chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con kính cảm ơn cô Tuệ Duyên Xích Dạng Đồng Quang Thành đã cho viết tín hiệu ạ. Dạ, cảm ơn Huỳnh Quát Thân Á cho bài ạ. Dạ, con xin được phép đọc đọc bài câu 181 ạ. Dạ. Cha na ba su ta thi ra ne kham mu pa sa me ra ta de wa pi te sang pi ha yan ti sam bút tha năng sa ti
cha na pa su ta thi ra ne kham mu pa sa me ra ta ne wa pi te sam pi ha yan ti sam bu tha nang sa ti ma tang ne cha na pa su ta thi ra ne kham mu pa sa me ta ta ra ta ne wa pi te sampi hayanti sambuddha năng sati ma tăng, người trí tuệ chuyên thiền định thêm tịnh viễn ly, chư thiên đều ái kính bậc chánh giác chánh niệm. Bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu. Trí nhân vui hạnh khước từ, tinh cần thiền quán an như lòng mình, chư thiên ái kính hoan nghênh Phật luôn chánh niệm giác minh tròn đầy. Bản dịch của hòa thượng Giới Đức. Dạ, con đã kệ và đọc xong, con xin được xuống mic, kính mời một. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, kính lễ thượng tọa minh hạnh đại đức Tuệ Đức, kính lễ quý cô tu nữ, cô Như Pháp, và kính chào toàn thể quý thiện nam tín nữ. Dạ, để xin kể kinh Pháp Cú số 181. Dạ, cảm ơn Quỳnh. Cảm ơn Quang Thanh đã cho biết nghe. Ye cha na ye cha na pasuta thi ra net kham mu pasamerata đề qua bi tề sang bi ha yan ti sam bu tha năng sati matang ye cha na pa ta thi ra ne kham u pa sa me ra ta đề qua bi tề sang bi ha yan ti sam bu tha năng sa ti ma tăng ye cha na pa su ta thi ra ne kham bu pa sa me ra ta de qua pi de sang người trí chuyên thiền định thích an tịnh viễn ly, chư thiên đều ái kính bậc chánh giác chánh niệm. Phổ thơ hòa thượng Thích Minh Châu. Trí nhân vui hạnh khước từ, tinh cần thiền quán an như lòng mình, chư thiên ái kính hoan nghênh Phật luôn chánh niệm giác minh tròn đầy. Phổ thơ hòa thượng Giới Đức. Dạ, tự nhiên đã ôn bài xong. Dạ, cảm ơn Quỳnh Bách Thanh ạ, đã phát bài. Dạ, bây giờ đã thấy tín hiệu của Quang Thanh, kính mời Quang Thanh ạ. Là sa thú cô tu nữ Tệ Duyên. Là con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Pháp và ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ ngài Thượng Tọa Minh Hạnh, đại Tuệ Đức và quý sư hiện diện trong đạo tràng. Con lễ bà quý cô tu nữ, con kính lễ cô tu nữ Tệ Duyên, cô tu nữ Như Pháp. Và con kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc bài câu Pháp Cú 180. Cảm ơn chú Quát Thán Á đã bấm bài. Đề cha na pa su ta thi ra ne kham mu ba sa me ra ta đề qua bi tề sang bi ha ran ti sam bút tha năng sa ti ma tăng. Đề cha na pa su ta thi ra ne kham mu ba sa me ra ta đề qua bi tề sang bi ha ran ti sam bút tha năng sa ti ma tăng. Người chuyên
người trí chuyên định tịnh viễn ly, chư thiên đều ái kính, bậc chánh pháp chánh niệm. Đấy của bản dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin kệ ạ. Cha na ba su ta thi ra nay khâm mu ba ra mê ra ta đề quả bê ti sang bị hán ti ram bút tha năng xà ti ma tăng rê cha nô na ba su rê cha na ba su ta thi ra nay khâm mu ba sa mê ra ta đề quả bi tê sang bi ha ran ti sam bút ta năng sa ti ma tăng trí nhân vô hạnh khước cử cần thiền quán an như lòng mình chư thiên ái kính hoan nghênh Phật luôn chánh niệm giác minh tròn đầy. Đấy là của bản dịch Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con đã đọc sâu hơn đạo tràng. Sa thu lành thầy Quang Thanh. Nam mô Phật-thaya, Nam mô Tham-ma-ya, Nam mô Sang-kha-ya, kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo Đức Phật Giáo Pháp và chư tăng, kính đảnh lễ chư đại Đức tăng trong đạo tràng. Kính chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong rung và con xin được kể kinh pháp cú số 181. Dạ. Kính cảm ơn cô tu nữ thể diện cùng các đạo hữu cho biết nghe rõ. Ye chana pa sutta thira ne khammu pa samerata deva pite sang pihayanti sambuddha nang sati matang ye chana pa sutta thira ne khammu pa samerata deva pite sang pihayanti sambuddha nang sati matang ye chana pa sutta thira ne khammu pa samerata deva pite sang pihayanti sambuddha nang sati matang. Người trí chuyên thiền định, thích an tịnh, viễn ly, chư thiên đều ái kính, bậc chánh giác, chánh niệm. Bản dịch của Ngài Minh Châu. Trí nhân vui hạnh, khước từ, tinh cần thiền quán, an như lòng mình. Chư thiên ái kính, hoan nghênh, Phật luôn chánh niệm, giác minh tròn đầy. Bản của thơ của Ngài Giới Đức, Giả Nam Mô Phút Tha Giá. Còn xin xuống mic và kính mời cô tu nữ Như Pháp. Kính mời cô tu nữ Như Pháp mà trong đạo tràng mấy vị mà đã kể được kể hết rồi, còn với cái cô thế đó. Kính mời cô. Dạ sa thủ kính cảm ơn Vinh Pháp Thanh ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ, cảm ơn cô Trần Đạo, Pháp Vụ Đạo Khai và Châu Phan cho nhiều Pháp biết được tín hiệu. Con thành kính, cảm ơn Quang Thanh. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh. Trại Đức cùng Chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Như Pháp kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Như Pháp kính lễ cô tu nữ Tệ Duyên. Như Pháp kính chào Vinh Quát Tha Ná, kính chào Mahara Chát, kính chào Thăm Má Sứ Khá. Mến chào cô Trần Đạo, mến chào Thi Lâm, kính chào Buông Bỏ. Mến chào cô Hoa Nguyệt, mến chào cô Rạng Đông. Kính chào Hiển Mộng. Mình chào Châu Phan, kính chào IQ em đó, kính chào Ngào Sắc,
Mến chào Minh Phương. Kính chào anh chị Phan Quang Liêm. Mến chào Quang Thành. Mến chào cô Ai Kim. Mến chào Pháp Nguồn Lào Cai. Kính chào tôi là vậy. Dạ. Kính chào người phương Nam. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức như pháp kính chào đạo tràng. Dạ, tại như pháp thấy chưa có thường tọa tại viện online nên như pháp chào đạo tràng để không có dư thời gian nhiều. Dạ. Dạ cảm ơn Minh Quá Thanh Á cho bài học. Dạ bây giờ thì như pháp xin được ôn bài ạ. Về cha na ba su ta thi ra na kham mu ba sa me ta đề hoa vi tệ sang vi hai danh tì sam buộc tha năng sát tì ma tăng. Về cha na ba su ta thi ra na kham mu ba sa me ya ta đề hoa vi tệ sang vi hai danh tì sam buộc tha năng sát tì ma tăng. Người trí chuyên thiền định, thích an tịnh viễn ly, chư thiên đều ái kính, bậc chánh giác chánh niệm. Và đây là bản chuyển ngữ của ngài Hòa thượng Minh Châu. Về chả na ba sù ta thi ra nẹt khâm mu ba xà mê ra ta đề quả bi tê sẵn bi hai danh ti sạm bụt tha năng xà tỷ ma tăng. Về chả na ba sù ta thi ra nẹt khâm mu ba xà mê ra ta đề quả bi tê sẵn bi hai danh ti sạm bụt tha năng xà tỷ ma tăng. Về cha na ba sù ta thi ra nạch khâm mu ba xà mê ra ta đề qua bi tê sẵn bi hai danh ti sam nuốt tha năng xà tỷ ma tăng. Trí nhân vui hạnh khước từ tinh cần thiền quán ăn như lòng mình chư thiên ái kính hoan nghênh Phật luôn chánh niệm giác minh tràn đầy tròn đầy. Và đây là bản phổ thơ của Hòa thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức như pháp kính cảm ơn đạo tràng. Cô Đặng Đồng thấy thượng tọa thể quyền online chưa cô? Dạ chưa thấy được thượng tọa online. Dạ. Rồi, chưa hình thái rồi. Nam mô Bụt Thầy giá, và con thành kính đảnh lễ thượng tọa tuệ quyền vừa quan lâm vào đạo tràng ạ. Dạ, Nam mô Bụt Thầy giá, sa thủ lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân đại đức tuệ đức đã từ bi hoan hỷ. Dương phong ôn bài pháp của kinh số 181. Như pháp kính cảm ơn cô tu nữ tuệ duyên và quý anh chị em đạo hữu đã hoan hỷ lại câu 181. Và bây giờ thì sư đã vào rồi và đã đến giờ học câu pháp cú 182. Như pháp kính mời đạo tràng cùng với như pháp lắng tâm thanh tịnh cùng thỉnh pháp sư trước khi đạo tràng chúng ta được thượng tọa tuệ quyền giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu ta sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu ta sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu tha sa
Phạm Thiên Phật nhầm người khẩn khoản, Phật nhận lời nhân chẳng nhị hơi. Biết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc gia ngài dời chân sang. Thuyết pháp đổ các hàng đệ tử, có năm thầy thinh dự pháp từ. Đó là nhóm Kiều Trận Như, được nể hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 40 năm hạ dạ vẹn toàn. Một lòng chăn thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cà tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn đi, tôi mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Dạ và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa Tuệ Quyền từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng biên sự và ý nghĩa câu pháp cú kinh số 182. Như pháp kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa, và như pháp cũng kính cảm ơn Nghìn Bát Tha Đá đã cho bài học. Cho con kính nhân mít đến sư ạ. Nam mô Bát Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ thưa, để chúng được nghe rõ không? Dạ cảm ơn quý vị. Chúng con thành kính đến lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp và chúng tăng, kính lễ đến thượng tọa Minh Hạnh, để Đức Cơ Tự Đức cùng chư tăng đang hiện diện, thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử, và xin bắt đầu vào thời giảng. Arahang Samma Sambuddho Phakkawa Buddhang Phakkawanta Tăng Apiwa De Miswa Khato Phakkawata Thammo Thammang Namasami Subhatipanno Phakkawato Savakasangho Sangkhang Namami. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ở Đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Nguyện nhờ quy lực Tam Bảo hàng giáo hầu đến chư tôn Đức Tăng, quý tu nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bụt Tha Dạ. Dạ kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay chúng ta học cái ở trong câu pháp cú số 182 trong cái phẩm Bút Thấu Quắc Gá, tức phẩm Phật Đà. Kỳ chỗ Manu Sabati La Phô Kỳ Chăng Mai Cha Na Chi Vi Tăng Kỳ Chăng Sa Tham Ma Sa Va Năng Kỳ chỗ Bụt Tha Nam Mô Pa Đô. Khó thay được làm người, khó thay được sống còn, khó thay nghe diệu pháp, khó thay Phật ra đời. Sự được đạt được cái thân người nó rất là khó, mạng sống của loài người lại càng khó. Sự lắng nghe diệu pháp nó càng khó hơn. Và sự hiện hữu, sự hiện khởi của chư Phật, sự xuất hiện của chư Phật là một điều khó. Trước nhất, chúng ta được một cái chữ, một cái câu đầu tiên là Kicho Manusapati La Pho. Kicho Manusapati La Pho, ở đây cái chữ Kicho, Kicho đó chính là một tỉnh từ, là khó. Là khó. Manusa là danh từ nam tính, là loài người hay nhân loại. Mà Pati La Pho, từ cái chữ Pati, cái tiếp đầu ngữ Pati, nó được cộng với Manusa, cộng với căn mà, căn la, căn láp á, có nghĩa đạt đến. Thì ở đây cái chữ manusá là con người, kích chá là một tỉnh từ, là khó, khó dễ, nó thuộc về cái tỉnh từ đó quý vị. Yeah. Còn manusá bati la phô, manusá, manusá, ánsá cộng với, manusá cộng với bati cộng với la phá. Ở đây manusá là người hay là nhân loại. Pati La Phá nó một hợp từ, từ cái chữ Pati cộng với căn, căn láp,
Thế đây có nghĩa là tiếp đầu ngữ đó, có nghĩa là việc đạt đến hay là tức là đạt được cái thân người đó, sự đạt đến thân người, thì cái tiếp đầu ngữ pati có nghĩa là trên hay là tại, còn cái căn láp có nghĩa là đạt đến gặt hái. Dạ, chúng ta hiểu như vậy. Cái nghĩa thứ hai, cái chăng mách cha nó chi bị tăng, cũng chữ cái chữ tủng, cũng một cái tính từ, mà cái chăng là chia theo cái chia theo đối cách thôi, cũng là cái chữ khó, tiếp tục là khó. Mà mách cha ná, từ cái mách 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 cha, một danh từ nam tính, là của loài người, mà cái chữ mách cha nó chi vi tát, chi vi tát là mạng sống. Tức là cái chăng mấy cha nó chi vi tăng, tức là mạng sống của con người khó đạt được. Chỉ như thế thôi. Cái chữ chi vi tát, đó chính là chi vi tát là từ, và chia theo đó cách là chi vi tăng, cũng như là mạng sống, hay là cái sự sống của con người, là khó được. Ở đây nó có một cái chủ từ, từ cái động từ ngầm ẩn ở trong đó. Dạ. Nó như là từ tu bi vậy đó. Đó đó. Và cái câu thứ ba, cái chăng sắp tham má sa hoà năng, cũng như thế. Để đâu mà cái động từ nó được hiện khởi trong một cái nghĩa nó kêu là kêu như là ở trong, coi như là trong tiếng Pali nó kêu như đề ngũ động từ đó. Kích chăng, từ cái chữ kích chán hồi nãy là khó. Sát tham mát sa hoa năng, cái sát tham mát có nghĩa là chánh pháp, từ cái căn sát có nghĩa là chánh là tốt, hay là cái tự căn sanh tác, nó là một hiện tại phân từ anh tác và ma nát. Thì ở đây cái chữ tham má là giáo pháp, mà cái chữ sát là cái căn ác đó, và có nghĩa là đúng là tốt. Thì ở đây chữ sát tham má nó thành một hợp ngữ sát tham má, có nghĩa là chánh pháp. Và su văn ác, sáu văn ác, xin lỗi, sáu văn ác là tự chữ, chữ số cộng với cộng cộng với cái chữ anh ác, có nghĩa là cái việc lắng nghe hay sự lắng nghe, thì chúng ta được là sự lắng nghe chánh pháp là khó. Rồi cái câu thứ tư cuối cùng, cái chỗ của ta nó một bà đồ Bút Tha Nát, Bút Tha là Phật, mà Bút Tha Nát là của chư Phật. Bút Tha Năng ở đây có nghĩa là sở thuộc cách chia theo số nhiều, tức cách thứ sáu chia số nhiều, sở thuộc cách. Út Ba Đô, từ cái tiếp đầu ngữ Út Đát, Út cộng với Ba Đát, tiếp đầu ngữ Út là trên, mà bát có nghĩa là căn bát là đi đến, có nghĩa rằng cái sự xuất hiện hay cái sự đi đến, hay cái sự đi đến cuộc đời này, sự xuất hiện cuộc đời ở cuộc đời này của chư Phật là một điều khó. Cho nên chúng ta thấy ở đây cái chô của tha nó mất ba đô, nó là như vậy. Tức là sự hiện khởi hay là sự ra đời
của chư Phật là một điều tốt lành, là một điều khó. Hòa thượng Minh Châu dịch rằng: khó thai được làm người, khó thai được sống, khó thai nghe diệu pháp, khó thai Phật ra đời. Và chuyển theo phổ thơ của Hòa thượng Giới Đức: hiếm thai sinh được làm người, hiếm thai sống được một đời lành trong, hiếm thai nghe pháp chánh tông, hiếm thai vị Phật trần hồng đản sinh. Đây tức là cái câu phó cú số 182 mà chúng tôi vừa đã giải thích về cái từng từ nghĩa của chính nó. Kính thưa quý vị, ở trong kinh dạy này, cái câu phó cú này, khi Đức Phật này ở tại Varanasi, đề cập đến cái Long Vương Rakapatta, thì tuyên rằng nó vào cái thời giáo pháp của Đức Tôn Kasbá, tức Kasbá tức là Đức Phật tiền thân của Đức Phật Gotama của mình đó, là Phật Ca Diếp á, thì Long Vương Ekapatta là một vị tỳ kheo trẻ. Một hôm á, khi đi trên cái dòng sông á, khi dòng nước chảy xiết khiến cái thuyền nó băng nó đi, thì vị ấy giật mình kinh hãi, tay của vị ấy nắm vào cái bụi cỏ tranh, túm cái bụi cỏ tranh để giữ lại, và vô ấy đứt cái cọng cỏ tranh ấy, vì cho rằng chỉ phạm về cái tội như vậy nó là một cái tội nhẹ thôi chứ không có chuyện gì, và vị ấy không có sám hối, nghĩ đây là tội nhỏ bé mà. Và những điều mà vị ấy hành sa môn hạnh hết 20.000 năm, nhưng khi giờ gần giờ lâm chung á, cái tưởng của vị ấy mới nhớ lại nhiều cái cọng cỏ tranh. Vị ấy có cái cảm tưởng nhiều cái cọng cỏ tranh nó cứa vào cổ của mình, tâm bức rứt nó sanh khởi. Vị ấy muốn sám hối những cái lỗi lầm của mình, nhưng hại thai khó thai, các thầy tỳ kheo không ở quanh đó, vị ấy mới khởi lên nhiệt não, nói rằng giới của ta đã bị bất tịnh rồi. Thì mạng chung, vị ấy mạng chung ngay lúc đó tái sanh làm con Long Vương với thân hình to lớn như chiếc thuyền, gọi là cái Long Vương Ekapatta. Sinh ra cái Long Vương, nhìn thấy mình mang thân hình loài thú, phát sanh nhiệt não. Thì kính thưa quý vị, để chúng tôi nói hết cái động này rồi chúng tôi mới giải thích chỗ này cho quý vị nghe. Sau thời gian Long Vương ấy cấp bách, thì nhiệt não mới nói rằng ta đã hành sa môn pháp trọn 20.000 năm là phải tái sanh vào hạng vô nhân như thế này. Thì kính thưa quý vị, chúng ta phải nhớ rõ một cái điều này, không phải cái cỏ tranh đó hay cái giới đó mà vị này lại là đau khổ như vậy, hay là bị đọa, mà vì cái phạm cái giới đó, mà chính vì cái tâm cắn rứt, cái sân tâm nó khởi lên, mà cái mà vị ấy cắn rứt, mà khi mà chúng ta tu tập về thiền định hay là đạo quả đó, mà nó cấp cao đó, thì những cái lỗi lầm tuy rất đơn giản, nhưng cái đó nó cũng không có được tịnh giới một cách tuyệt đối, bởi vì là vị tỳ kheo không có đã thảo, tức là cắt giết hay là chặt cây cỏ. Cái điều này không phải cây cỏ nó là có thức tánh, nó đau hay nó chảy mũ nó đau, không phải vậy, mà đó chính là một cái lẽ sống tự nhiên, một cái hình thức sinh sôi nảy nở. Cái chỗ này chúng ta phải hiểu như vậy. Và cũng nếu như ai mà cũng khởi lên một cái ý nghĩ tàn phá thiên nhiên này thì nó sẽ là bất lợi. Cho nên Đức Phật này ngày đặt ra cái điều học như vậy đó, là mục đích là để cái gì? Để cho các tỳ kheo không có phải quan tâm, không có phải mà làm đống cây, làm ruộng vườn vân vân, dạ không phải như vậy. Nhưng khi mà vị này vô tình khi đi trên thuyền đó, thuyền nó trong trên, nó bị ấy mới chụp, do cái vô ý chụp tay thôi. Nhưng
dù là vô ý hay là hữu ý gì cũng phải được một cái sự sám hối trước đại tăng. Ở trong trong cái bài sám hối đó, xin hiền giả hay tôn giả hãy ghi nhận, hôm nay tôi coi như là hôm nay tôi có phạm lỗi gì mình thú tội ra, hay hoặc là vì nghe, vì thấy hay nghi ngờ gì về tôi, xin ngài hãy chỉ lỗi. Tôi xin ghi nhận cái lỗi mà tôn giả hay là hiền giả đó chỉ cho tôi. Thì dù lớn dù nhỏ gì cũng vậy, thú tội ngay lúc đó thì nó hết cái cắn rứt ăn năn. Dạ. Mà chính vì này có cái sự cắn rứt ăn năn cho nên nó đau khổ. Chúng ta nhớ như vậy ha. Rồi kính thưa quý vị, thời gian sau chúng tôi tiếp tục. Long Vương Ekarapata đó có một cái người con, có được một cái nàng long nữ y hệt giống con gái của mình, ca múa điệu. Rồi y đặt tên, rồi y đặt cái long nữ đó lên cái mang phùng rộng của mình, nổi lên trên nước, nổi lên cái mặt sông Ganga, cho nàng long nữ nhảy múa. Được biết rằng y khởi lên cái sự suy nghĩ rằng bằng cách này cho con gái ta hát đối, ta sẽ biết được bậc tinh chánh ảnh chánh giác sẽ xuất hiện trên thế gian này chưa. Người nào đáp được câu đối đó, câu đối của ta, ta sẽ nhường cả cái long cung cho người ấy ngự trị. Thế là cứ mỗi nửa tháng vào ngày Uposatha, tức là y cùng cái con gái nổi lên giữa sông Ganga hát cái đối như thế này. Nàng long vừa anh cái nàng long nữ đứng ở trên chiếc mang phùng của long vương nhảy múa và hát lên rằng: người lớn lên như thế nào được gọi là vua, người như thế nào được gọi là vua của là vua có bụi trên đầu, như thế nào gọi là có bụi, như thế nào gọi là người ngu. Dạ. Toàn dân trên giờ cổ Diêm Phù này biết rõ cái câu chuyện hát đối đó đó của long vương, và tất cả đi đến bờ sông để nghe, để hát, để cùng hát. Và nếu như ai mà đấu được đó thì sẽ cưới cái nàng long vương này. Thì tất cả coi như là thần dân đều đi đến đó nhiều, đều đến sông Ganga vận dụng cái trí tuệ của mình tìm câu đối mà khác của long nữ để mà đối lại. Nhưng đi từ đầu đến sông ít có ai mà có thể mà đối được cái câu đối đó. Thì mãi đến một hôm, bắt đầu Đức Phật Gautama xuất hiện trong thế gian. Ngài ban cho chúng sinh cái đạo lộ bất tụ bất tử. Thì theo cái hừng sáng ấy, thì Đức Phật này dùng cái Phật tuệ của mình ấy, có chúng sinh có hữu duyên để mà Ngài tiếp độ. Thì Ngài biết được rằng Ngài thấy được cái duyên lành của chàng thanh niên Uttara và của cái con long vương này, và ngay cả của cái nữ long vương nữa. Thì kính thưa quý vị, Đức Bà Đức Phật này suy nghĩ như vậy. Và như đã nói, thanh niên Uttara này đã được nghe, cũng được biết là Đức Phật ngài được biết coi như là có nữ long vương như vậy. Và nếu như ai mà tới đó mà giải đáp được, thì cho nên chàng thanh niên này cũng đi đến đó. Và trong cái lý tuệ của Phật này, nhìn thấy chàng thanh niên này có được cái nhân duyên đó. Và sau một sáng, bắt đầu Đức Phật ngài cầm bát ngự đến gần bờ sông Ganga, gần nơi cái long vương
Erakapatta sắp nổi lên, ngài ngồi dưới gốc cây, một cây gọi là cây phượng vĩ. Đây là một cây trong 7 cây phượng vĩ nổi tiếng ở cội Diêm Phù Đề gần thành Varanasi bây giờ. Thì dân chúng cùng nhau mang câu đối của Long Nữ ra bàn luận. Thì chàng thanh niên Uttarat cũng đi đến bờ sông nơi Long Vương chuẩn bị nổi lên đó, thì cũng mong chiến được cái Long Nữ yêu kiều đó. Và trông thấy chàng thanh niên này từ xa, Đức Thế Tôn đang ngồi dưới gốc cây phượng vĩ, ngài đứng, ngài đi đến và Uttarat đi đến Thế Tôn ngồi dưới gốc cây. Ngài đi đến, khi trông thấy Thế Tôn đi đến thì đang ngồi dưới cây phượng vĩ của Uttarat đến đảnh lễ Đức Phật, xong ngồi vào nơi phải lễ. Và Đức Thế Tôn phán lại Uttarat, ngươi đi đâu thế? Thế Tôn, con đi đến nơi của Long Vương Ekapatta sắp nổi lên để đối cùng Long Nữ. Ngươi có biết câu hát đối lại của Long Nữ chưa? Bà Thế Tôn, con biết. Ngươi hãy hát lên xem nào. Thanh niên bắt đầu hát lên cái câu đối theo cái trí tuệ của y nghĩ ra. Bậc đồng sư phán dạy này Uttarat, đó không phải là lời giải đáp câu hát đối của Long Nữ đâu. Uttarat, ngươi học câu hát này, đó là lời giải đáp. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Bắt đầu Đức Phật ngài chỉ mặt. Này Uttarat, khi Long Nữ đó đối xong, ngươi hát lại rằng, người chế ngự được 6 căn gọi là vua, đức vua có dục vọng gọi là bụi trên đầu, người có dục vọng gọi là có bụi trần cả, người có dục vọng thì được gọi là người ngu. Thì hát cái câu đối Long Nữ xong á, thì đạo sư dạy cho thanh niên như thế. Thì người làm chủ được 6 căn á, cả 6 cảnh như sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc, thì người đó sẽ không có người đó sẽ mà chế ngự được thì đó gọi là vua, mà không chế ngự được á, tức là đó là có dục, mà có dục vọng thì có bụi trên đầu. Và ngài và Đức Phật ngài phán rằng, này thanh niên Uttarat, khi hát lên câu đáp này, Long Nữ sẽ hát tiếp cái gì người ngu bị cuốn trôi, bậc trí thường giải trừ như thế nào? Thế nào mới gọi là người an lạc, người có sự an lạc thoát khỏi mọi trói buộc? Ta hỏi chàng, hãy vui lòng trả lời câu hỏi của ta. Khi ấy, ngươi hãy đáp lại như vậy: người ngu bị dòng nước tức dục vọng cuốn trôi, bậc trí thường giải trừ bộc lưu, ấy là sự tinh tấn, bậc trí hằng không có cái sự trói buộc. Ngài gọi người có sự an lạc khỏi cái trói buộc thì câu này nó có ý nghĩa rằng người ngu á, thường thường bị cái bộc lưu á, tức là tứ bộc với dục bộc hữu lộc tà kiến bộc và vô minh bộc á, phiền não nó như dòng nước dục bộc hữu bộc kiến bộc và vô minh bộc nó cuốn trôi chúng sinh, bậc trí thường giải trừ cái bộc lưu ấy với cái sự tinh cần, tức là tứ chánh cần, bậc trí không có sự trói buộc như dục kết. Ngài gọi như thế là có sự thoát khỏi một cái trói buộc. Dạ. Tôi nói hết cái này xong chứ tôi chỉ giải thích cho nó cho quý vị biết. Chàng thanh niên Uttarat đang học thuộc lòng câu đối như thế thì đạt được quả vị Tu Đà Hoàn. Khi học xong câu kệ ngôn rồi, chàng đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi từ giả ra đi. Đến nơi Long Vương nổi lên nói với đại chúng rằng, chàng đứng giữa đại chúng đông đảo. Khi ấy Long Nữ đứng nhảy múa hát rằng, người như thế nào gọi là vua? Chàng Uttarat đáp rằng, người làm chủ được 6 căn gọi là vua. Long Nữ hát tiếp, thế nào được gọi đức vua có bụi trên đầu, đức vua có dục vọng gọi là có bụi trên đầu. Long Nữ lại hát tiếp câu đối thứ hai, cái gì bị ngu cuốn trôi, cái gì người ngu bị cuốn trôi? Uttarat mới đáp lại rằng, người ngu bị dòng nước cuốn trôi. Nghe được những cái lời đáp của thanh niên Uttarat, Long Vương Erakapatta biết rằng Đức Phật đã ra đời, đã xuất hiện, ta mới vô cùng hoan hỷ. Ta chưa từng được nghe một câu kệ đáp nào mà suốt cả khoảng 2 thời gian dài
không có Đức Phật. Nay có câu quyền ngôn này, chắc hẳn là Đức Phật đã xuất hiện. Y liền tuyên bố giữa đại chúng rằng, này quý vị, Đức Phật đã hiện khởi trên thế gian này rồi. Y vô cùng quan hệ đập đuôi mạnh xuống nước, nó dạt vào hai bên bờ, và đại chúng một cùng đều rơi vào xuống nước hết. Long Vương dùng cái mang của mình vớt đại chúng lên trên cái chiếc thuyền, rồi đưa cái đại chúng vào bờ. Long Vương tìm đến thanh niên Uttara mới hỏi rằng, này chàng thanh niên trẻ, bậc đạo sư hiện đang ngự nơi đâu? Ngài đang ngự dưới gốc cây phượng, là một trong những cây phượng cây phượng vị nổi tiếng gần thành Varanasi. Hãy đến đây, này chàng tuổi trẻ, chàng hãy đưa ta đến đấy đảnh lễ Đức Thế Tôn. Long Vương cùng với Uttara với đại chúng đi đến nơi Đức Phật. Long Vương đi vào giữa, vào giữa hào quang sáu màu đảnh lễ Đức Phật, rồi đứng lặng mà khóc. Bậc đạo sư phán rằng, này Long Vương, chuyện chi ngươi lại sầu thảm như thế? Bạch Thế Tôn, trước đây con là một thầy tỳ kheo trong giáo pháp của Đức Phật hiệu Kassapa, tức là Đức Phật Ca Diếp, là con đã hành sa môn pháp trọn 20.000 năm. Sa môn pháp ấy không hộ trì được cho con, chỉ vì con dễ vui, không sám hối nhất cái tội, sám hối tội làm đứt cái cộng tranh. Nay con phải sanh lại vào bàn sanh giới, là hạng người vô nhân thuộc loài bò trường, không được làm người để nghe chánh pháp. Con không gặp được Phật như ngày suốt một thời gian dài rồi. Nghe Long Vương bạch như thế, Đức Phật ngài mới phán rằng, này Long Vương, quả thật như thế, được sanh làm người là điều khó, được nghe chánh pháp là điều khó, được thấy Đức Phật là điều khó. Cả ba điều này ngươi hằng khó đạt được. Khó thay được làm người, khó thay sống vui tươi, khó thay nghe diệu pháp, khó thay Phật ra đời. Được sanh làm người quả thật là một hiếm hoi, kiếp sống con người quả thật khó. Nghe được chân lý tối thượng quả là khó, khi hữu mới có vị Phật ra đời. Thì kính thưa quý vị, khi dứt pháp tội, 14.000 chúng sinh ai vào thánh quả, lẽ ra Long Vương Ekabatta cũng chứng đạt được chuyện luôn, nhưng vì mang hình thú Long Vương ấy có 5 cái pháp chướng ngại của cái thân rồng, và phải xuất hiện nguyên hình tướng với 5 trường hợp: khi tái sanh, khi lột da, khi ngủ mê, khi vô hợp cùng Long Vương nữ hay cùng chủng, và khi chết, vì Long Vương mang thân hình rồng đi đó đây, nên Long Vương thường quá thân thành một thanh thành để đi. Thì loại thú thì không có, có chứng đắc được. Tuy là Long Vương càng thất bà đó, nhưng các vị đó cũng vẫn không có đủ cái điều kiện để mà chứng đắc thánh đạo, thánh quả, dầu cho đó là cấp của tu độc quần. Nhưng đây cũng là một sự hữu duyên tạo cho cái Long Vương Ekarabatta này. Thì kính thưa quý vị, trước nhất xin giải thích rằng cái gọi làm người khó vì được sanh làm người. Làm người rất khó, mà cái người này là cần phải hiểu trên tinh thần cái người mà năng tạo nhiều cái thiện pháp. Được làm người là một chuyện khó, mà cái chuyện khó nữa tức là cái người này có cái tâm hướng cầu về cái thiện sự, thiện pháp kìa. Có con người như thế là còn khó. Hay con người có cái tâm từ, tâm bi á, cho nên được sanh làm người có dễ đâu. Được làm người khó sống lâu trên đời, được nghe chánh pháp tuyệt vời, được gặp Phật ra đời thật là khó thay. Phổ thơ của Tâm Cao, bởi trong đơn lời giáo giới, chỉ giáo tấm tắc cũng vậy. Khó làm người lắm. Người khó tu tập, khó được xuất gia, khó được làm người nam, vân vân. Thì kính thưa quý vị, ở đây, cái khó của kiếp người này, mà nói khó sinh được làm người. 100 năm có một con rùa mù ở nước, ở dưới đáy biển, chui lên, trồi lên mặt nước, chui ngay vào cái khúc gỗ mục mà con rùa này mù. Này các thầy tỳ kheo, nó khó khăn như thế nào, làm thân cái con người lại càng khó hơn. Và khi nói như thế, thì chúng ta biết, ngày hôm nay, cái nạn nhân mãn trong cuộc đời, quá nhiều con người, mà tại sao nó khó sanh làm người. Chúng ta nhớ, trong cái nạn nhân mãn này,
Nó rất là nhiều người như vậy. Nhưng còn là chúng sinh, nếu chúng sinh là nõn thai thấp và quá sinh, chúng sinh là coi như là bàn sanh ngạ quỷ Atula ở cõi cầu địa ngục thì rất là nhiều, rất là nhiều, nhiều hơn nữa. Chúng ta thấy ngày hôm nay người ta chỉ lấy một cái trứng, người ta có thể cấy ra nhiều thứ, nhiều trứng đó, đó. Người ta lấy cái phôi thai để người ta nuôi cả một đàn, cả một bầy. Bây giờ nó không còn là mang tính thọ thai nữa, mà người ta cấy nó bằng cái sự thụ thai đó, nó bằng một cái tác động của vật lý hay tác động của tứ đại để có thể tạo thành con người, rồi để tạo thành một con thú, để tạo thành một cái con vật, mà đặc biệt là con thú và vật thì nó rất nhiều vô số kể, nó gây ra cái giống rất là nhiều, trăm muôn ngàn cái. Thì nếu chúng ta hiểu, chúng ta thấy được như vậy thì kiếp con người nó mới là quý. Vậy thường thường chúng ta thấy kiếp con người nó quý như vậy, cho nên tại sao kiếp con người nó quý? Vậy con người có thiện có ác, còn chúng sinh có thể sanh được cái thiện tâm, nó tái tục cái tâm nhị nhân và tam nhân, còn loại thú là vô nhân. Phải hiểu như vậy, tức là thiếu nhân nhân thiện, thiếu nhân 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 vô tham vô sân vô si, cho nên gọi là tâm vô nhân. Có người mà nó khó lắm quý vị. Những nhà có đông con thì thấy đông như vậy, nhưng có nhiều người có những gia đình không có con, họ có nhiều tiền của, hay là nhiều khi họ nghèo có mà họ giàu cũng có, mà họ khó có được một cái mộng con. Chứ không phải chúng ta nghĩ rằng đơn giản đâu, có con cái nó là chuyện dễ, nó chuyện bình thường. Tại sao mà Long Vương Ekarapatta này là một người tu hết sức là tốt, nhưng vì cái tâm ăn năn, vì cái tâm bực tức, cái tâm khó chịu đó, cái sân phần đó xuất hiện, cái sân tật đó, mà vị ấy phải thái sanh vào làm cái lồi. Lồi này chúng ta gọi là cái lồi bàn sanh. Mà bàn sanh này nó cấp cao hơn, cái phước nó lớn, nó mạnh mới thái sanh vào cái lồi này. Chỉ bằng cái tâm ấy. Nhưng quả thật thì lồi nào nó giới vứt đó. Chứ còn không thể mà cái lồi bàn sanh đó mà có thể chứng đắc thánh đạo thánh quả được thì không có. Mà khác cái sự tu tập trong cuộc đời này. Bởi chúng ta biết, một á, nó có hai cái điều. Một cái sự câu thúc về cái kiến chấp nó rất là khó. Cái thứ hai nữa là câu thúc về cái sự, hoặc câu một là câu thúc khó chịu, cái sân phần xuất hiện cũng là khó. Dĩ nhiên, cái tham phần xuất hiện là quá khó rồi. Thì hồi nãy trong kinh văn có dạy một chỗ, tại sao cái câu mà cái câu đố của Long Vương Ekarapatta này đố như vậy để làm gì? Để biết được rằng Ekarapatta này, nếu như ai mà trả lời được như vậy thì cái đó chỉ có các vị Phật mới trả lời thôi, mới đáp án được như vậy. Thì ai mà đáp án thì người đó là đệ tử của Phật. Cái Long Vương Ekarapatta này cũng rất là thông minh, đã nghĩ ra một cái điều đó, mà cũng nhờ có cái hiểu biết được cái sự tu tập. Thì tại sao mà nói rằng á, là người ngu bị nước dòng nước, tức là dục bọc hữu bọc. Dục bọc hữu bọc. Kiến bọc và tà kiến bọc và vô minh bọc đã cuốn trôi chúng sinh. Cái chữ yoga là bọc. Nó bao, nó trùm chúng sinh. Tức là nước á, bọc lưu á, tức là một dòng nước nó chảy, dòng nước của cái tham ái, của cái tham ái, của dục tham, của kiến chấp, ước mong sanh về cõi trời, cõi người, vân vân. Ước mong sanh như thế này, sanh thú như thế kia, thì đó cũng chính là một sự sai. Và kiến bọc ở đây, tà kiến bọc hiểu sai
về nhân quả, hiểu sai về tam bảo, hiểu sai về những sai những cái thường tình. Đó, quấy cho là phải cho là quấy. Coi như là có những cái tà kiến thuộc về thường kiến, có những tà kiến thuộc về đoạn kiến. Tức là không có cha mẹ, không có quả báo, không có sa môn, không có Phật gì cả. Mà chỉ là một sự tuần hoàn của con người, do cha sanh mẹ tạo, chết là hết. Đó chính là thường kiến. Mà kiến bộc thuộc về tà kiến, mà ở đó thuộc về tà kiến đó, nó thuộc về về cái mà vấn đề chúng ta nói là tức là đoạn kiến. Dạ, còn thường kiến tức là chấp về một vị thần, chấp ngã, chấp hữu, chấp ta, thì tất cả đều bị cái dòng nước của kiến bộc này nó cuốn trôi, và do cái sự vô minh đó mà nó cuốn trôi. Và đối kháng lại đó, tức nhờ sự tinh cần, tức là dục cần, tâm và thẩm, dục cần, thận trừ, tu và bảo cần, để năng trừ, lộ trừ những ác pháp chưa sanh, không cho sanh, những ác pháp đã sanh, không cho nó sanh nữa, những thiện pháp chưa sanh, tu tập và để cho nó sanh, quân tập và nuôi dưỡng những thiện pháp đã sanh. Thì ở đây tứ chánh cần là như thế, để đối lại cái tứ bọc này. Thì người như thế á, ở đây tức là thành tựu được tứ chánh cần này là người ấy đã chứng thánh. Mà thánh Dạ, đạo tràng chúng con không còn nghe âm thanh của sư, con cũng thỉnh sư cảm ngục trở lại ạ. À. Dạ, cảm ơn ông. Dạ, đạo tràng hoan hỷ, chờ trong giây lát, có lẽ sư dùng điện thoại giảng nên khi có người gọi vào thì sư rất mít và sư cũng không nghe được âm thanh của Như Pháp. Dạ, cảm ơn cô Hoa Nguyệt. Dạ, kính mong đạo tràng hoan hỷ, chờ trong giây lát ạ. Cảm ơn Quang Thanh. Dạ, một lần nữa con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh thượng tọa tùy quyền ạ. Con kính dâng mít đến sư. Dạ, con cung thỉnh thượng tọa tùy quyền cầm mít ạ. Dạ, đạo tràng hoan hỷ, chờ trong giây lát ra thượng tọa tùy quyền lại rớt mít rồi. Dạ, bây giờ con thấy sư trở lại rồi. Sư có nghe được âm thanh con không, bạch sư? Khi nghe được âm thanh con, sư cho con một tín hiệu, con cung thỉnh sư cầm mít ạ. Dạ, con kính dâng mít đến sư. Dạ, quý vị nghe chúng tôi nói rõ lại được không ạ? Dạ, quý vị có nghe rõ. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn đại chúng. Và xin cáo lỗi. Thì kính thưa quý vị, thì cũng vậy. Tức là cái gì? Cái bọc lưu, tức là cái dòng nước nó chảy của cái gì? Của cái dục, của dục bọc, của hữu bọc. Ở đây chính là một sự mong ước để hướng tâm về sanh về các cõi,
Và kiến bọc đó là một sự hiểu sai. Và vô minh bọc đây tức là một cái sự, cái dòng nước này ý nó đang cộm, đang ngòm, nó cuốn trôi, nó che khuất tất cả, chúng ta không thể nhìn thấy được. Dạ. Mà đấu trị lời nó chính là tứ chánh cần, tức là thận trừ tu và bảo cần. Những ác pháp thì phải trừ diệt, mà những thiện pháp tu tập và nuôi dưỡng, và vị ấy chứng thánh đạo, cho nên vị ấy vượt được cái bộc lưu. Và hỏi tiếp hồng long nữ, họ tiếp họ câu thứ hai: cái gì người ngu bị cuốn trôi? Người ngu bị cái dòng nước cuốn trôi. Đáp lại thì dòng nước cái gì, cái gì cuốn trôi, tức là bị bộc lưu cuốn trôi. Nó cũng là như này vậy ha, quý vị không? Và người ngu cái bị dòng nước cuốn trôi, nghe được cái lời đáp tới đây thôi là Long Vương, Long Vương coi như là đã biết được có một vị Phật ra đời rồi. Còn cái mà vấn đề mà chúng ta biết họ nói rằng họ cái gì mà là vua, tức là nó là cao cả, là cái thiện pháp lớn lao đó, thì ai mà không đắm nhiễm sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc thì người ấy là vua. Mà ai vướng vào tham dục thì người ấy là ngu si. Mà người ấy bị cái sự bị cái lưới của tham ái nó dính mắc. Ở trong cái sự tu tập này cũng vậy nữa, nếu chúng ta có hiểu về cái tu đó, thì chúng ta mới thấy được. Mới thấy được rằng mình không thể dễ dàng giữ cái tâm mình nó bình tâm là một, được định cái thứ hai, được niệm cái thứ ba, không phải dễ dàng. Trên ai mà nổ mình tu như thế này, mình đắc chứng như thế kia, thì kính thưa quý vị, chúng ta hãy cẩn thận. Chúng ta cẩn thận, không dễ dàng chứng đạo chứng quả một cách bình thường được. Ngay cả cái thanh niên trẻ tuổi mà thời tức vị Sa môn trẻ tuổi đó, thời giáo pháp của Đức Phật Kassapa, cái tuổi thọ mạng sống nó dài 20.000 năm, mà vị ấy chưa có thể đạt được các pháp thượng nhân, một sự tu tập hết sức là lớn như vậy, nhưng tâm giờ phút cuối cùng nó cứng, nó cắn rứt, thì cắn rứt khi cái tâm hiện khởi đó, cái tâm đó đó là tử ngay lúc đó, thì vị ấy cũng vẫn bị đọa làm Long Vương. Do cái tâm, do cái bọc lưu đó, hay là do cái triền phược đó, hay là do cái phiền não của sân độc, tức là cái tật lận, cái tâm hối tiếc, cái tâm ăn năn, cái tâm cắn rứt ở trong lòng. Bởi học Phật pháp nó rất là tuyệt vời. Chuyện vui rồi cũng sẽ đi qua, chuyện buồn cũng sẽ đi qua, mà nó đi qua được nhanh hay là chậm thì do chính chúng ta có chấp nhận, biết buông bỏ hay không, biết giải quyết cho ra hay không. Quả thật thì vị này nhớ tới một cái đó, cái dòng tâm suy nghĩ như vậy nó gắn khít ở trong tâm, khi chụp một cái lá tranh, chúng ta nhớ rõ nha, khi vị ấy biết được à đây là một điều sai rồi, thì ngay cái đó tâm vị ấy khởi lên, thì cái giờ phút tâm cận tử cuối cùng mà ngày hôm nay khoa học cũng vừa mới phát hiện đó quý vị, chúng tôi cũng mới vừa đọc một cái trang báo, nó rất là đặc biệt, tức là chứng minh rằng ngày hôm nay chính khoa học cũng chứng minh rằng cái giờ phút cận tử của con người đó, nó như là một cuốn phim quay chậm vậy đó. Những cái gì, cái tướng, những cái tướng trạng mà trong đời sống bình nhật của mình, nó được như là một bộ phim quay chậm lại. Mà quay chậm lại, chúng ta bắt cảnh ngay lúc nào thì nó đi ngay lúc đó đó. Bắt cảnh đó là cảnh tốt hay cảnh xấu. Nếu như bắt cảnh tốt thì thác sanh về cảnh giới an lành. Nếu như bắt cảnh xấu thì phải bị đọa sanh vào khổ cảnh. Cho nên
cần lắm. Trong cái sự tu tập, người đệ tử phải có một cái sự tu tập gọi là thường hằng và liên tục. Mình cũng đừng có một cái sự câu thúc giận hờn ai, sống bao lâu hận thù oán trái mãi, rồi cái chuyện mình cắn rứt, mình chưa có đủ những ân tình, hay bị dính mắc, hay bị nợ nần như thế này, như thế kia, tất cả chúng ta hãy cho qua. Mà chúng ta tu tập để chúng ta vun bồi những cái thiện sự, những công đức, chúng ta tìm cái ngõ tái sanh đúng đắn. Mà cái đây là nói phải nói theo cái phước tu thôi, chứ không thể nói rằng nó hay ho gì. Vào giờ phút chót cuối cùng mà chúng ta rơi vào hôn mê, đây cũng là cái nguy hiểm. Và trước khi hôn mê đó đó, bắt cái cảnh gì thì đi theo cảnh đó, nó dính theo cảnh đó. Cho nên cái vị, cái con Long Vương Ekarapatta này chỉ có cái cắn rứt một chút xíu thôi, một cái lỗi nhỏ nhen, nhưng điều mà giờ phút cận tử đó nó bất cảnh mới khủng khiếp, thì lúc đó nó là một cảnh lớn chứ không phải là một cảnh nhỏ bình thường. Nó là một thô tướng xuất hiện. Khi thô tướng xuất hiện đó mà bằng cái việc và cái tưởng của quá khứ, nó là một cái cuốn phim quay chậm lại. Những chuyện buồn vui gì của quá khứ, những chuyện đúng sai gì của cuộc đời, và ngay lúc đó chúng ta tâm tử, chúng ta kết thúc, tâm tái tục khởi sanh một cách liền kề. Nhớ nghe rõ nhé, tâm tử khởi sanh thì lập tức có một cái tâm tái tục. Batisan thikane giáo maha phuta, tức là định vị cảnh giới tái sanh chúng ta ngay. Nó như là một cái máy tính mà nó cộng trừ nhân chia tất cả đầy đủ, cuối cùng giờ đó là giờ enter, để ra nó kết quả. Bởi vì rất quan trọng, tức là cộng trừ nhân chia gì không biết, nhưng điều kết quả cuối cùng ngay lúc đó đó, cái kết quả nó ra ngay cái gì, ngay cái tâm tử rơi vào cái trạng thái tâm như thế nào thì dẫn đi tái sinh theo cái cảnh giới như thế. Và như thế, cho nên chúng ta thường thường cái đời sống bình nhật của mình đừng bao giờ tạo ra cái nhân ác, rất là hay. Đừng bao giờ tạo ra cái nhân ác để cho chúng ta phải bắt cảnh. Đừng làm, đừng nói, đừng suy nghĩ về những nguyên nhân, và để rồi nó đúc kết thành một cái tưởng tri, hay đúc thành một cái quả nghiệp cho chính chúng ta. Kiến thức là gì quý vị? Kiến thức là những gì chúng ta đã học, đã biết, đã nghe mà đi, rồi nó được cái sự nhớ lại, bằng cái sự tưởng lại, cái sự nhớ lại. Mà cái sự tưởng lại, cái sự nhớ lại đó, nếu như tưởng tri tốt thì bộ nhớ đó ra cái hệ thống tốt, mà làm cái điều xấu thì tưởng tri nó cũng sẽ tưởng lại xấu. Chứ không thể nào mà làm cái điều tốt mà tưởng xấu, làm cái điều xấu mà tưởng tốt, thì có chuyện đó. Tốt ra tốt, xấu ra xấu một cách rõ ràng. Hiểu biết được Phật Pháp là cái giá trị chỗ này. Không dễ dàng mà ta được như thế này, ta được như thế kia. Điều do cái gì? Điều do chủng tử, điều do nghiệp quá khứ nó trợ tạo. Và như thế chúng ta hiểu biết được một cách bài bản, một cách trân quý như thế. Dạ. Yeah. Được như vậy, hiểu như vậy, tâm của chúng ta mới biết năng làm các cái việc lành, lánh xa các cái điều ác. Và từ chỗ đó chúng ta hiểu biết được, cũng như hiện nay mình được thân làm người, được nghe cái diệu pháp. Tại sao nó nghe cái diệu pháp? Nó là một cái điều tốt. Bởi có những lúc quý vị biết không có ai nói pháp cho ta nghe đâu.
cái thời mà mạt pháp thì không có người nói pháp cho ta nghe. Chứ phải ngày hôm nay cũng như là nó thừa thải. Quả thật nếu như một cái người cho rằng thừa thải, tôi cần cái gì tôi lên mạng tôi coi, tôi xem tôi nghe, chứ cần thiết gì mà phải đi nghe, cần thiết gì mà phải ngồi nghe. Khi người ta nói như vậy là người ta không hiểu Phật pháp. Bây giờ cần cái gì phải chờ Phật, có Phật mới ra đời. Bây giờ tôi cứ lại, tôi cứ tâm, tôi tưởng thiện là tốt rồi, không có chuyện gì. Quả thật người đó nói những cái câu nói rất là ngu si. Mà được nghe pháp, nghe pháp để làm gì? Nghe pháp để cái tâm mình nó tỉnh thức, nghe pháp để tâm của mình nó có cái sự hiểu biết, nó có cái sự phân kỳ một cách rõ ràng, đâu thiện, đâu ác, đâu đúng, đâu sai. Chúng ta nhớ như vậy ha. Nghe chánh pháp là một điều khó. Tìm một cái người nói cho chúng ta nghe đúng không có dễ dàng. Cũng như là Bá Nha Tử Kỳ vậy đó. Đi tìm một trí âm nó không có chuyện đơn giản. Trí âm tức là nghe được cái thổn thức, nghe được cái gọi là cái tiếng đàn của Bá Nha, của Tử Kỳ này, có cái rơ, có một cái hợp ý và hợp lòng với nhau thì nó không phải là một chuyện bình thường. Thì cũng vậy, nếu chúng ta có một cái tâm tu thì nó là một chuyện khác, mà không có tâm tu thì nó là một chuyện khác. Người ta trân quý một cái câu kinh, câu kệ, nghe một lời pháp thoại, người ta rất là trân quý. Chứ còn băng đĩa sợt lên trên mạng thì nó nhiều. Nhưng chúng ta cũng phải nhớ rằng là chúng ta còn hữu duyên với người nào nữa. Dạ, nó nhiều thứ lắm. Và cũng vậy, gặp được Phật ra đời thì chúng ta biết được cái Phật ra đời nó thật sự là may mắn, thật sự là an lành. Mà trong pháp quốc kinh nhớ không, làng mặt đây và núi rừng kia cùng thung lũng nọ lối về non cao, bậc A-la-hán trú nơi nào, dân cư chống ấy sức bao an lành. Bởi vì nơi đó có chư thiên và nhân loại đến đảnh lễ để cúng dường. Mà chúng ta có cái thiện tâm khởi lên ngay khi ấy với vị ấy cũng được tốt đẹp, cúng dường đến vị đó là cúng dường cho quả lớn. Chứ đừng nói chi là gặp Phật. Thì chúng ta khởi lên một thiện tâm thôi, vô lượng, vô lượng, vô lượng công đức. Và cúng dường mà thôi là vô lượng phước lành. Cũng như ngày hôm nay có những người ta có cái phước, người ta giàu vô cùng giàu, thế người ta làm rất là ít, nhưng người ta giàu rất là nhiều. Bởi vì cũng như là ngày xưa đã cúng dường được cho các bậc thánh hiền, hay là cúng dường được cho Phật. Chúng ta phải nhớ như vậy đó. Cái duyên nó như vậy đó, cái phước nó cao cả. Còn có nhiều người làm lụng rất là cực, cực nhọc, mà cái nghề nghiệp và cái sở học của họ rất là hay, nhưng chưa chắc lại giàu có một cách đủ sống thôi. Thì cái phước đó không, những người đó không có cái phước tiền của, không có phước giàu sang, vân vân, không có cho cái quả lớn. Dạ. Bởi vì tiền thân của người đó ít có cái sự bố thí, ít có sự buông bỏ để cúng dường. Cho nên vì vậy hiểu được Phật pháp, chúng ta mới thấy được rằng gặp được Phật ra đời không phải là chuyện dễ. Và biết như vậy, vi nhân nan sinh làm người là khó. Và biết như thế thì chúng ta nên tranh thủ cái điều khó, điều may mắn có được của chính mình để chúng ta tạo các công đức thiện sự. Và nguyện rằng mình, bởi vì hãy nhớ rằng rồi muôn việc điều nương mới tất hơi, hơi vừa chấm dứt việc đời cũng sẽ dứt thôi. Tiền của bạc vàng, danh dự, châu báu, vợ đẹp, con ngoan gì đó cũng bỏ xuống, làm vua cũng kết thúc. Chứ đừng nói chi mình làm người dân, có giàu bao nhiêu bằng vua chúa rồi cũng sẽ ra đi tay trắng nếu như không thực hành các thiện sự. Dạ. Thì kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, có thể nói rằng duyên phước thì theo cái duyên nghiệp của mỗi người thôi, chứ không biết nói sao. Thì mong rằng tất cả chúng ta đạt được cái sự an lạc, đạt được cái sự thắng hóa ở trong ngày sau, khi chúng ta có được cái điều kiện lành. Kính chấm dứt thời gian thức ra đây. Nếu có điều tri sơ tất, kính muốn mong toàn thể quý vị quan hệ cho kính dân Phật Pháp lành đến Đức Trời Đại Thích Tứ Đại Thiên Vương, các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, nhất là các vị chư thần chư thiên ở tại chùa Bổ Đức, tại chùa Quảng Nghiêm, các vị chân linh, giác linh, ký linh ở tại hai chùa, cũng như ở nơi nhà của vị, mong tất cả được an lạc, được tấn hóa trong Phật pháp. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ, A Quang.
Dạ, sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân Thượng Đạo Tuệ Quyền đã giảng bài học ngày hôm nay do chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân Thượng Đạo Tuệ Quyền. Và con kính thỉnh Thượng Tọ Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính nhân mít đến Thượng Tọ Minh Hạnh. Dạ, con kính dân mít đến Thượng Tọ Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được. Dạ, con kính dân mít đến Thượng Tọ Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Dạ, con kính dân mít đến Thượng Tọ Minh Hạnh. Bà quả tử sắp bà mang ngà lăng rạc khánh tư sạp bè đê quả tử sắp bà bùi trà nụ hạ quê nà sà đà sà thị phụng anh trụ trê. Bà quả tôi sắp bà mạng gà lăng rạc hành tôi sắp bè đê quả tôi sắp bà hàm mà nụ phá quê nê sá đá sá thị bà quân trụ trê. Bà quả tôi sắp bà mạng gà lăng rạc hành tôi sắp bè đê quả tôi sắp bà sông khá nụ phá quê nê sá đá sá thị bà quân trụ trê. Tất cả phương pháp có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người do nhờ quả đức của chư Phật, do nhờ quả đức của giáo pháp, do nhờ quả đức của chư Tăng, các sự thành lợi thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thai, chúng con kính tri ân Thượng Tọ Minh Hạnh, Thượng Tọ Tuệ Quyền, cùng chư đông tướng Đức đã vào trong chứng minh cho chúng con.